Má giả nè, củ tỏi, củ ớt, củ hành, má giả nhuyễn, má ớt thịt, má kho, thịt kho trứng. Rồi giờ bắt đầu má ớt thịt nha không? Ớt thịt heo kho trứng nè. Củ hành, củ tỏi, giả nhuyễn nè, vô thịt nè. Ba muỗng đường nữa nha, cho ba muỗng đường. Rồi, mình kho thịt mình ớt nước mắm vô mình kho vậy nó thơm, nó có cái nó ra có cái màu, mình muốn bỏ vô nó hơi mặn lắm. 5 phút 10 phút là mình kho là nó thấm rồi. Rồi mình ra mình khèo cho nó săn lên cái mình chế nước dừa vô. Bắt đầu giờ mắt kho thịt trứng nè, đó ớt thịt vô, đó thịt vô này xào nè, thịt cho nó thịt thả dùm nó ớt mình, bây giờ nó xào xăng ra đi, mình chế nước dừa vô. Rồi là thịt sao nãy giờ mới kho xăng thịt rồi nè, giờ mới chế nước dừa vô mới kho nè nha không. Rồi, chế nước dừa vô, nước dừa xin nè. Chút nó sôi lên lại thì nó bỏ trứng vô. Mớp này nha hả, mình ăn xào mớp mình ăn với thịt kho trứng, mớp mình xào với hành lá dầu ăn thôi. Thì ở hành tím là nó bỏ vô hành tím bông này. Thơm này má đổ mớp cho nha không. Thơm này mình dai đi. Mình đổ nhúng vô thật thật dai chút nữa nó xè xè xuống nó chế vô thêm miếng nước. Bỏ vô thêm miếng muối nè.
xong bỏ vô miếng đường. Xong mới bỏ vô miếng tiêu. Múc xào chín này nè, mới múc ra dĩa nè.